Kính thưa quý bậc phụ huynh, chắc hẳn quý vị ngồi đây chúng ta sẽ còn có những cái sự quan tâm cũng như là có những cái sự thắc mắc muốn dành đến cho nhà trường, thì đây là thời gian để quý phụ huynh chúng ta có thể đặt ra những câu hỏi, cũng có thể nói lên những cái tâm tư, nguyện vọng của mình đối với nhà trường, và nhà trường sẽ rất là sẵn sàng để giải đáp những cái thắc mắc đó của quý vị. Và xin mời các câu hỏi từ quý phụ huynh ạ. Quý phụ huynh nào chúng ta có những cái câu hỏi nào muốn dành cho phía nhà trường không ạ? Quý vị phụ huynh chúng ta cứ thoải mái, chúng ta cứ chia sẻ thật lòng của mình, hoặc là có những cái thắc mắc về cái việc học của con em của mình như thế nào, thì quý vị chúng ta cứ thoải mái chia sẻ. Ở đây nhà trường chúng tôi sẽ rất là sẵn sàng giải đáp cho quý vị phụ huynh ạ. Cháu mừng cái xin phép MC tí xíu. Tới bây giờ nè, Quốc cùng với phụ huynh, chúng ta sẽ hỏi những câu hỏi thắc mắc. Chúng ta suy nghĩ cái gì, chúng ta cảm thấy lo lắng cái gì, chúng ta hỏi và yêu cầu của hội đồng điều hành. Thì trong cái đó có ban giám hiệu của tập đoàn và ban giám hiệu của trường tiểu học cơ sở 5 và cơ sở 7 chúng ta phải trả lời. Mình cứ hỏi một cách thoải mái, không sao cả. MC vui lòng xin chuyển micro và chúng ta cho phụ huynh ạ. Dạ mời chị ạ. Dạ chào thầy. Ý là em muốn hỏi về cái việc đưa rước bằng xe á. Nghĩa là em tính là cho con em đi xe đưa rước của trường, nhưng mà bữa cái bạn lễ tân á, có nói là trên xe thì có camera ghi âm giọng nói gì đó. Nhưng mà cái camera trên xe vậy thì phụ huynh có cái link để mà theo dõi không? Hay là như thế nào để mình đảm bảo an toàn cho con em, tránh trường hợp bỏ sót? Rồi câu nói này là Quốc trả lời tí xíu, rồi thầy Quỳnh Hùng Cường sẽ trả lời tiếp nữa. Tại sao chúng ta thấy rằng cái lớp mầm non, khối mầm non, quý vị huynh là hay có camera, phụ huynh ở nhà hay có camera lắm, mà bắt đầu cái tiểu học trong một cái sở phổ thông là trường họ không cho cả camera. Không phải là nhà trường họ làm gì sai, nhưng mà ví dụ bây giờ cái khối tiểu học, khối trong cơ sở, các cháu nó giỡn nó vui chơi dữ lắm, mà vô tình ba mẹ ở nhà mình coi camera, mình tưởng đâu nó quýnh lộn với nhau tưởng đâu quýnh lộn với nhau. Rồi có những cái vấn đề, cái thông tin nó chúng ta cũng chưa xác nhận đúng, và thậm chí có một số đối tượng nó cạnh tranh bên ngoài, nó dùng những cái hình ảnh xấu, nó không nói rằng giỡn mà cái là quýnh lộn, nó tung lên trên mạng này kia. Còn camera ở trên xe, mục đích là chúng ta theo dõi, quan sát các cháu trên xe đó đủ số lượng hay không, và các cháu nghịch ngợm hay không, và mục đích là cái ghi âm lại, chi ghi âm lại để coi thử tài xế có nói chuyện với cháu hay không. Nhiều tài xế không phải lúc nào cũng nói dễ nghe, nhiều tài xế có thể là ở ngoài á, tài xế có thể xe buýt về chạy, có thể chỗ khác về chạy, họ dùng những từ ngữ họ nói tục hoặc là họ nói điều không ai, các cháu bắt chước. Nên tập đoàn ghi âm trên xe là mục đích là để quản lý tài xế và quản lý các cháu. Còn về vấn đề mà bỏ sót các cháu hay không thì vấn đề đó chúng ta cũng biết rồi. Vừa qua thì quý vị phụ huynh cũng thấy, nhưng mà tập đoàn chúng ta cũng lên sóng truyền hình, cũng lên báo chí, cũng trả lời rất nhiều. Tại vì tập đoàn của chúng ta là đưa rước học sinh rất là nhiều, rất là nhiều. Nên các quy trình và đưa rước đó thì thầy Quỳnh Hồng Cường sẽ trả lời và sẽ nói cho phụ huynh để yên tâm hơn về các quy trình đưa rước cho các phụ huynh à. Xin trân trọng kính mời thầy ạ. Dạ, thưa thầy Nguyễn Đức Quốc và quý phụ huynh, như thầy chủ tịch tập đoàn cũng đã chia sẻ với chúng ta về cái vấn đề các link để xem camera, tôi nghĩ rằng đây là một cái suy nghĩ cũng hết sức đúng đắn từ phía phụ huynh. Nhưng mà tôi tin chắc rằng chúng ta không có nhiều thời gian để chúng ta để xem việc đó. Cho nên về cái phía bắt camera ở khu vực phòng học, phòng ngủ cũng như trên các cái di chuyển của xe, nhằm mục đích chúng tôi có một hệ thống quản lý kiểm soát. Tại trường có một cái phòng, phòng đó gồm có 50 camera để làm sao kiểm soát các hoạt động xe đang trên đường. Và cứ mỗi camera được đánh số xe nào, bao nhiêu học sinh, ai là tài xế, ai là giáo viên trên xe, nhằm mục đích để hoàn toàn kiểm soát. Như chúng ta đã thấy, có những cái hiện tượng cũng như có những việc xảy ra vừa qua tại Hà Nội chẳng hạn, làm cho chúng tôi cũng như quý huynh sẽ có những cái vấn đề kỹ hơn trong vấn đề quản lý con em của mình. Theo câu hỏi của phụ huynh, tôi cho rằng là một cái suy nghĩ, một cái băn khoăn hoàn toàn đúng. Nhưng mà hãy tin rằng đối với chúng tôi, trên xe có thầy cô giáo, đó là một cái việc trực tiếp rồi đó. Còn camera chỉ qua là để quan sát kiểm tra từ phía khu vực nhà trường đó. Và những camera đó sẽ được lưu lại khi cần thiết, và chúng ta sẽ trích xuất ra khi cần thiết.
Cho nên cái vấn đề mà coi xem camera, tôi nghĩ rằng phụ huynh cũng yên tâm vấn đề này, nhằm mục đích để kiểm soát mà thôi, chứ không phải để chúng ta xem thử làm gì. Cho nên là phụ huynh cũng yên tâm vấn đề này nhé. Rồi, rồi, xin cảm ơn. Yeah. Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ từ ban giám hiệu. Và tiếp theo thì xin mời câu hỏi khác từ quý vị phụ huynh ạ. Vâng, chúng tôi đã thấy có rất là nhiều cánh tay, thì quý phụ huynh chúng ta từ từ sẽ đến lượt của mình thôi ạ. Xin chào thầy chủ tịch và xin chào ban giám hiệu của nhà trường. Tôi đang có một cái bé sắp vào lớp 1, thì khi mà được tư vấn từ cô tư vấn viên thì cô có nói là cái chương trình song ngữ từ lớp 1 cho tới lớp 5, thì hiện giờ cũng cảm thấy hơi lo lắng là sau lớp 5 nếu mà mình không còn cái chương trình song ngữ nữa thì cũng thấy cảm thấy hơi tiếc. Thì không biết là trong tương lai nhà trường có cái kế hoạch gì liên quan đến cái chương trình song ngữ này hay không? Phụ huynh họ của hỏi rất là hay, rất là hay. Và câu hỏi đó thì thầy Quý Nhân Hùng, thầy thay mặt tập đoàn, thầy sẽ trả lời câu hỏi đó cho phụ huynh ạ. Kính thưa quý phụ huynh, thì cái câu hỏi của phụ huynh thì rõ ràng là rất là đúng. Cũng xin thưa quý phụ huynh là cái chương trình song ngữ của bên tập đoàn thì năm nay là có học sinh là lớp 5 là lên lớp 6. Thì cái định hướng của tập đoàn là từ khi mà có cái chương trình song ngữ thì đã có cái chương trình song ngữ tiếp theo cho cái cấp học của trung học cơ sở. Cho nên quý phụ huynh hoàn toàn yên tâm, hiện tại ở cơ sở 5 sang năm là có một cái lớp 6 chương trình song ngữ. Và như vậy chúng ta sẽ cứ nối tiếp và chúng ta cứ cuốn chiếu dần. Và về mặt nhân sự thì bên phía tập đoàn đã đào tạo giáo viên đã từ lâu, cho nên quý phụ huynh chúng ta hoàn toàn yên tâm. Xin cảm ơn quý phụ huynh. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi cũng như là phần giải đáp của thầy Nguyễn Văn Hùng. Và tiếp theo xin mời câu hỏi tiếp theo từ quý phụ huynh ạ. Xin chào ban giám hiệu nhà trường, mình là phụ huynh mới ngày hôm nay tới đây để mình tìm hiểu về cái môi trường mới để cho con mình chuyển qua học lớp 4. Ngày lần trước thì mình có vào trong bàn tư vấn, được các cô tư vấn rằng là trường mình có hai chương trình học là chương trình học song ngữ và chương trình học theo bộ. Thì chắc là mình sẽ chọn cho con mình là học chương trình theo bộ. Nhưng mà mình có một câu hỏi về vấn đề học tiếng Anh của con. Thì mình muốn biết là trường mình có một tuần là bao nhiêu tiết học tiếng Anh cho các chương trình học của bộ. Và có các chương trình là học ngoài giờ cho bé, ví dụ như là bé muốn thi starter hoặc là mover thì chương trình buổi chiều của trường đó, có các chương trình đó dành cho bé học như vậy không ạ? Cảm ơn phụ huynh đặt câu hỏi cũng rất là sâu. Thì câu hỏi này là Quốc trả lời tí xíu rồi thầy Quý Nhân Hùng phụ trách về chuyên môn chúng ta trả lời. Thứ nhất đầu tiên mình nói là tiếng Anh có người nước ngoài, thì ở đây bản thân tập đoàn là chúng ta rót tiền, chúng ta đầu tư để cho hội đồng điều hành, chúng ta tuyển giáo viên nước ngoài. Giáo viên nước ngoài nó nhiều loại lắm, đâu phải cứ thấy ba lô cũng có giáo viên nước ngoài, cứ thấy đen đen đi ra ngoài cũng giáo viên nước ngoài. Thực tế mà nói đó, 500.000 một tiết cũng là giáo viên nước ngoài, 700.000 một giờ cũng là giáo viên nước ngoài. Như vậy tập đoàn làm việc của chúng ta trả tiền thù lao và chúng ta trả tiền là ở mức cao nhất. Như vậy thì đòi hỏi rằng cái giáo viên dạy tập đoàn ta phải là viên bản ngữ và phải là có bằng đại học chuyên ngành giáo dục ở nước sở tại cấp. Chứ không phải rằng là bây giờ giống như ông Quốc nè, ông qua bên Mỹ ông dạy tiếng Việt á. Mình qua bên Mỹ mà dạy tiếng Việt được chứ. Dạy thì được, nhưng mà nó không đúng chuyên môn, nó không có bài bản và nó không đúng về cái văn phạm, ngữ phạm á. Đấy, thành thử là đầu tiên chúng ta đảm bảo được giáo viên người nước ngoài phải là giáo viên người bản ngữ, người bản địa và có bằng đọc thẳng hoi được cái nước sở tại đó cấp và được sự đồng ý và được đăng ký ở Sở Dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Quý phụ huynh có thể kiểm tra yêu cầu 3 giám hiệu cung cấp chứng minh cho mình thấy. Và bản thân Quốc cũng yêu cầu điều đó. Và trả lời tiếp nữa là thầy Quý Văn Hùng trả lời câu hỏi của phụ huynh tiếp theo, nói theo ạ. Yeah, xin cảm ơn thầy Nguyễn Đức Quốc, xin cảm ơn phụ huynh đã đặt câu hỏi. Thì kính thưa quý phụ huynh, về cái mặt chương trình thì đối với chương trình bộ thì ngoài cái việc mà chúng ta có hai cái tiết theo đúng cái chuẩn của chương trình bộ quy định
Thì bên cạnh đó chúng ta còn có tăng cường thêm 4 tiết là tiếng Anh là giao tiếp đối với chương trình của Bộ. Là chúng ta có tăng cường giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam, là chúng ta bổ sung thêm cái đó là gọi là chương trình bổ trợ cho học sinh của về cái mặt là tiếng Anh giao tiếp. Còn riêng về cái chương trình song ngữ thì ngoài cái việc mà chương trình của Bộ chúng ta hoàn thành và cái chúng ta có 2 tiết là tiếng Anh giao tiếp ra, thì chúng ta còn có thêm 2 tiết Math và 2 tiết Science, là đó là cái chương trình song ngữ. Thì với 4 cái tiết đó thì hoàn toàn đủ cái tự tin để cho học sinh chúng ta có thể là tham gia vào các cái trường trung học mà của quốc tế sau này. À, xin, và tiết thứ hai là xin nối tiếp cái câu trả lời của thầy chủ tịch hồi nãy, đó là về cái mặt là giáo viên. Thì quý vị phụ huynh yên tâm là giáo viên, là đội ngũ giáo viên nước ngoài ở Tập đoàn Giáo dục Nam Việt đã được tuyển chọn một cách rất kỹ và hoàn toàn là sử dụng về giáo viên nước ngoài là Anh, Mỹ, Úc và Canada. Chúng ta hoàn toàn không sử dụng người da màu, bởi vì cái người da màu thì với người Việt Nam mình thì cũng giống nhau. Ở đây sử dụng cái giáo viên bản ngữ để chúng ta chuẩn về cái mặt phát âm. Còn về mặt pháp lý thì quý vị phụ huynh chúng ta hoàn toàn yên tâm là chúng ta đã được Sở Lao động Thương binh Xã hội về cấp phép work permit, và chúng ta sẽ có cái danh sách là update trên hoàn toàn trên Sở Giáo dục. Cho nên là quý vị phụ huynh yên tâm hoàn toàn về cái chất lượng cũng như về cái mặt pháp lý của đội ngũ giáo viên nước ngoài của đang giảng dạy công tác tại Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt. Xin cảm ơn phụ huynh. Cảm ơn thầy Nguyễn Hùng rất là nhiều. Như vậy thầy Nguyễn Hùng nói rằng là tất cả giáo viên người nước ngoài là được trên trang web chúng ta có, chúng ta kiểm tra và chúng ta so sánh ở Sở có vậy hay không, có phải vậy hay không. Nhưng mà nói thì mình phải nhắc ra, ngoài cả số tiết học ra, bây giờ mình yêu cầu một cái điều này nữa nè. Học vài tiết tới một tuần á, nhiều lúc chơi vui quá nó cũng quên. Như vậy thì cơ sở 5, cơ sở 7 của chúng ta phải thường trực một giáo viên người bản địa, người nước ngoài thường trực 24/24, sáng đi đón các cháu, hoặc là rảnh thì đón các cháu về vui chơi với các cháu, ra chơi nói chuyện với các cháu, để chi? Để cho đỡ quen cái tiếng Anh đi. Nó nói chuyện vui vẻ, nói hoài với nhau rồi nó quen đi, nó đỡ quen đi. Thì cơ sở 5, cơ sở 7 chúng ta là tăng cường thường trực giáo viên người nước ngoài nha. Sao thầy? Rồi thầy Quý Nhân Hùng bổ sung thêm à. Dạ, thì cũng xin bổ sung thêm cái ý kiến của thầy Nguyễn Hữu Quốc. Thì về cái việc mà giao tiếp và tiếng Anh ở trong tập đoàn, thì vừa rồi đối với cái khối tiểu học cơ sở 7 và cơ sở 5 thì bên lãnh đạo tập đoàn cũng đã chỉ đạo cho tất cả các giáo viên chủ nhiệm và giáo viên quản nhiệm đối với khối tiểu học là chúng ta hạn chế sử dụng tiếng Việt trong cái hiện trong cái tập đoàn của Nam Việt. Thì cũng xin thưa quý vị một điều rất là vui, đó là tất cả các giáo viên tiểu học, giáo viên chủ nhiệm cũng như giáo viên quản nhiệm thì cái khả năng mà ngôn ngữ về cái giao tiếp tiếng Anh cũng rất là tốt. Thì bên tập đoàn cũng lựa chọn những giáo viên mà có bằng là B với B1 theo khung chuẩn 6 bậc của châu Âu. Cho nên là quý phụ huynh chúng ta cũng yên tâm là vấn đề về giao tiếp thì tập đoàn rất chú trọng. Cho nên những câu hỏi và những câu nói, những cái lời chào rất giản dị, rất bình thường, rất đời thường của con em quý vị sẽ được thay vào đó là hoàn toàn bằng tiếng Anh. Cho nên là cái đó thì bên tập đoàn cũng đã chỉ đạo cho giáo viên quản nhiệm và giáo viên chủ nhiệm và sẽ thực hiện là như vậy. Xin cảm ơn thầy Nguyễn Hữu Quốc và xin cảm ơn phụ huynh. Như vậy là nghe thầy Nguyễn Hùng nói có vẻ là mình yên tâm, nhưng mà yên tâm mình chưa thấy. Mình thấy thì 3 tháng sau khi họp phụ huynh á, mình để con chúng ta nói tiếng Anh như thế nào, cho lên trên nó diễn thử à, cho nói chuyện bằng tiếng Anh với nhau thử được không thầy? Được phải không? Rồi 3 tháng sau đúng không, mình cũng họp ở đây nữa, rồi mình coi thử cái điều đó nó thực tế như thế nào. Rồi sẽ giờ xin nhường micro lại cho MC đây. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của quý phụ huynh và cũng như những cái lời chia sẻ rất là thật lòng từ thầy Nguyễn Đức Quốc và thầy Nguyễn Văn Hùng. Vâng, và xin mời câu hỏi tiếp theo từ quý phụ huynh ạ. Em chào nhà trường ạ. Hôm nay thì em đến đây với mục đích là muốn có một số câu hỏi bên cạnh những cái sự chia sẻ của nhà trường. Thì con em là đã đang học lớp 1, thì sang năm thì em có dự định là cho bé vào trường Nam Việt để tiếp tục ở lớp 2. Em nãy giờ thì em cũng có nghe nhà trường chia sẻ về những cái vấn đề về giáo dục rồi. Thì bây giờ em muốn hỏi về sức khỏe và tâm sinh lý. Ví dụ như các thầy các cô cũng biết là các bé ở tầm lớp 1 á, thì các bé rất nghe lời.
coi như là thầy cô, người lớn nói gì cũng nghe mà cũng chưa, nhiều khi chưa biết cái đó đúng hay sai mà có nên làm hay không. Thì trường của chúng ta là trường có 3 cấp, cấp 1, cấp 2, cấp 3. Thì em cũng có nghe nói là khi mà giờ ra chơi và cả những cái giờ sinh hoạt á, thì sẽ có những cái thầy cô đứng ở khắp mọi nơi để theo dõi các bé. Thì song song đó em hỏi câu thứ nhất là không biết là ngoài cái việc đó ra mình còn có biện pháp nào, ví dụ như là ngăn chặn những cái khu giữa cấp 1, cấp 3 hoặc là cấp 2 với nhau hay không. Và câu thứ hai liên quan đến sức khỏe của các bé là cái bữa ăn. Thì như thầy chia sẻ là ăn buffet, thì như vậy em hỏi là cái buffet này, cái nguồn gốc á, là từ trường sẽ tự nấu hay là chúng ta sẽ đặt ở một cái cơ sở nào đó ạ? Em xin hết. Cảm ơn hai câu hỏi của phụ huynh, rất là ý nghĩa và rất là thẳng vấn đề. Cho Quốc xin trả lời. Là cái câu đầu tiên là phụ huynh đặt vấn đề rằng là yếu tố về vấn đề mà tâm sinh lý của các cháu. Thì quý phụ huynh coi trang web, chúng ta cũng thấy rằng là về vấn đề tâm phụ huynh, tâm sinh lý của học sinh tuổi học đường, thì là nhà trường đã mời những chuyên gia mà đã trực thuộc và nó giỏi về chuyên môn, về giảng dạy trực tiếp các cháu luôn, trực tiếp ở trường luôn. Giống như nhà trường bỏ ra một khoản tiền rất là lớn, giống như vừa rồi là mời thầy Nguyễn Thành Nhân về dạy cho các cháu về những kỹ năng, về những cái suy nghĩ, về cái sự trưởng thành và về cái sự nhận biết của các cháu. Còn giữa trung học cơ sở và cái khối tiểu học, như vậy phụ huynh nói rất là chính xác. Như vậy chúng ta được biệt lập và nó chia ra hai khu riêng biệt. Học sinh lớp lớn không ra chơi, không qua khu lớp nhỏ. Và chúng ta có giáo viên quản nhiệm, chúng ta đứng canh hết. Tại vì một lớp là chúng ta có hai giáo viên, là khi ra chơi, chúng tất cả giáo viên quản nhiệm đều xuống sân trường và đều ở trên hành lang và thậm chí khu vệ sinh vẫn đứng trực coi các cháu như thế nào. Còn nguồn gốc về thức ăn, thực phẩm, nguồn gốc ăn thực phẩm là do thứ nhất có hai cách chỗ nấu. Một là tập đoàn do quốc tế đơn vị chúng ta nấu tại cơ sở 1, cơ sở 2. Tập đoàn chúng ta có công ty con, đó là công ty Thịnh Phát, chuyên cung cấp thực phẩm, chuyên sản xuất nước mắm, nước suối, gạo, xì dầu, làm hết luôn. Quý vị cũng thấy Covid vừa rồi, khẩu trang cũng sản xuất, máy sát trùng cũng sản xuất, nước rửa tay cũng sản xuất. Và có nấu thứ hai đó là công ty con của tập đoàn, là cổ đông lớn của tập đoàn, là công ty Phước Thành, cổ đông lớn của tập đoàn, chịu trách nhiệm nấu và phân phối về vấn đề mà thức ăn của các cháu, đặc biệt là thức ăn buffet. Và chúng ta quản lý thức ăn nó như thế nào? Chúng ta có các ban thường trực. Ban thường trực của chúng ta làm nhiệm vụ gì? Thường trực của chúng ta rằng là thường trực tức là trực thường thường, phải không ạ? Thường trực tức là trực thường thường, tức là ông đi kiểm tra tất cả mọi chuyện và đột xuất tới cái khu nấu đó, kiểm tra gia vị, bột ngọt, xì dầu, nước mắm, gạo, mọi thứ có đảm bảo hay không. Và tất cả đã ổn định và tất cả sản phẩm rồi, dù thịt gà, đùi gà nóng hay là đùi gà lạnh, thịt heo bằng lúc mấy giờ. Ví dụ 7 giờ sáng cái giá thịt heo nó khác, 9 giờ sáng cái giá thịt heo nó khác, 10 giờ sáng giá thịt heo nó còn có 1/3. Như vậy thịt heo phải là tươi, đùi gà phải là tươi. Và cái bước kiểm soát gần như cuối cùng đó là nhân viên cán bộ y tế. Như vậy phụ huynh có thể vào tập đoàn yêu cầu cái gì, cho tôi coi hàng ngày cán bộ y tế của tập đoàn họ lấy mẫu và họ lưu mẫu như thế nào. Thì bộ phận y tế họ sẽ mời mình vào cái tủ lạnh, họ sẽ mở ra một cái ngăn, họ sẽ kéo ra tất cả thức ăn đó đều lấy mẫu lưu lại hết. Thành thử phụ huynh hoàn toàn yên tâm. Và cái bước cuối cùng, toàn bộ cán bộ công nhân viên cùng ăn chung với các cháu. Các cháu ăn trước, cán bộ công nhân viên ban giám hiệu ăn sau, dư thì ăn. Nếu mà các cháu ăn nhiều quá hết thì chịu khó ra ngoài ăn hủ tiếu, ăn phở, ăn mì Quảng gì đó. Chứ thật sự là học sinh ăn trước, các cháu dư thì phụ huynh với lại cái cán bộ công nhân viên, giáo viên nhà trường ăn sau. Nên phụ huynh chúng ta cũng hoàn toàn yên tâm. Và nếu yên tâm nữa thì bữa nào nói cho tôi đi coi thử cái kho thực phẩm nó như thế nào, tập đoàn sẵn sàng chở quý phụ huynh chúng ta đi tham quan, chúng ta coi nó có phải vậy hay không. Đây, bữa nào tặng cho phụ huynh một chai nước mắm, nước mắm tập đoàn sản xuất, quý phụ huynh thấy rất thật lòng. Tại sao vậy? Tại vì trên đó người ta ghi có 18-25% độ đạm thôi, nước mắm nguyên chất, nước mắm thật chỉ đó thôi. Chứ còn nước mắm mà bạn ghi 40-45 là nó dùng hóa chất hết. Bữa nào tặng cho phụ huynh một chai, cảm nhận thử nước mắm của tập đoàn sản xuất ở tại Phú Quốc nó ngon như thế nào. Xin trân trọng cảm ơn quý phụ huynh ạ.
Đã nhận micro cho MC. Vâng, xin cảm ơn lời phát biểu rất là tâm huyết của thầy Nguyễn Đức Quốc. Và tiếp theo xin mời ý kiến phụ huynh ạ. Xin chào ban giám hiệu nhà trường. Thì tôi là phụ huynh mới sắp có con em học tại trường. Thì có một câu hỏi thế này ạ. Thì để cho trẻ nó phát triển toàn diện thì các hoạt động ngoại khóa rất là cần thiết. Thì không biết là ban giám hiệu nhà trường có thể chia sẻ về các hoạt động ngoại khóa của trường như thế nào cho các bé, ví dụ như đi tham quan ngoại khóa bên ngoài chẳng hạn, hay đặc biệt là các môn năng khiếu. Thì khi tôi đăng ký với trường á, thì cũng đã được giới thiệu về các môn năng khiếu rồi. Đặc biệt tôi quan tâm tới vấn đề là học bơi cho trẻ, mà biết là cơ sở bãi hiện nay thì chưa có cái hồ bơi, và được thông báo là sẽ học bơi bên ngoài. Thì cũng xin ban giám hiệu nhà trường cũng chia sẻ với phụ huynh về các cái hoạt động ngoại khóa của nhà trường cho các bé như thế nào để các bé có thể phát triển được toàn diện. Và câu hỏi thứ hai của tôi, như hồi nãy thầy Quốc có nói là tập đoàn quốc tế Nam Việt thì tương lai sẽ có mầm non rồi sẽ có đại học, để một quy trình khép kín từ mầm non cho tới đại học, thì đó là một điều rất là tốt. Thì tôi cũng mới có câu hỏi là sắp tới không biết tập đoàn giáo dục Nam Việt mình đã có chương trình, ví dụ như các chương trình hè, có thể phối hợp với nước ngoài tổ chức các cái trại hè nước ngoài cho các bé, hay là các khóa học hè cho các bé không, để là cho các bé là có một cái quá trình học tập và rèn luyện và hoặc ngoại khóa nó khép kín như vậy thì nó rất là tốt. Xin cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn câu hỏi của quý phụ huynh. Câu hỏi này thì Quốc trả lời với thầy Huynh Hùng Cương. Chúng ta trả lời. Phụ huynh rất là quan tâm và câu hỏi rất là sâu sắc. Cái gì? Tức là chúng ta học giỏi đây nè, học đây nè, viết chữ đẹp đây nè, chưa đủ đâu. Điều kiện cần và đủ được để một em bé, để một em học sinh nhỏ mà trưởng thành rất là quan trọng ở yếu tố chỗ này. Ví dụ dũng cảm, thật thà. Đâu, nghe thì nó vậy đó, nhưng mà dũng cảm như thế nào, thật thà như thế nào? Bạn thật thà, ví dụ đào tạo học sinh nó thật thà, ra ngoài đời cái gì đồng thật hết trơn. Thật ấy, đối với kẻ thù, kẻ gian nó cũng thật. Dũng cảm, thấy nguy hiểm mà không đáng có nó cũng nhảy vào. Là điều đó là cũng không nên. Thành thử tập đoàn Nam Việt của chúng ta giảng dạy các cháu bằng cách là năng động để các cháu hiểu được cuộc sống bên ngoài như thế nào. Ví dụ những cái bài học rất thực tế, kỹ năng tự vệ, kỹ năng chúng ta là té ngã như thế nào đối với những cái bài học của kẻ thù, kẻ gian hiện ra sao. Và những cái bài học giống như là bánh, làm cái bánh, chúng ta học bánh trôi nước, nhưng mà thay nghe cái bài thôi nhưng nó biết bánh trôi nước là cái gì đâu, thì nó phải đích thân làm từ bột, làm từ bánh, làm từ nước, nó sẽ tốt hơn nhiều. Các cháu nói vậy. Chứ còn chúng ta dạy lý thuyết xong lên đó thì chuyện nó quá là bình thường, nó rất là bình thường. Cái đòi hỏi, quý vị cũng thấy rằng có một số trường dạy các cháu bằng một cách chỉ biết học, không có năng động. Học xong rồi về gặp ba mẹ, ở nhà làm bài, xong rồi ngủ. Như vậy cũng không đúng. Điều kiện đó cũng chưa để các cháu trưởng thành đâu. Để các cháu phải tập các cháu làm lãnh đạo, chập các cháu phải năng động, chập các cháu phải thông minh, xử lý mọi tình huống có thể xảy ra. Chứ còn mà chúng ta dạy thụ động là không được. Rồi còn để trả lời kế tiếp nữa, thầy Huynh Hùng Cương xin trả lời thêm để cho phụ huynh được rõ. Xin được mời thầy. Dạ, thưa thầy, thưa quý huynh. Câu hỏi này giống như cái phần phát biểu tôi cũng nói sơ qua, nhưng ở đây tôi cũng nói thêm rằng nó có cái việc mà chúng ta thường hay nói là ngũ thường đó, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Thì chắc chắn những cái bài học trên lớp cũng sẽ được giảng cho cái học sinh biết thế nào trông ở các khâu đó. Ngoài ra, các hoạt động văn thơ Mỹ, đây là những hoạt động rất mạnh và rất chú trọng ở các trường Nam Việt mà chúng ta thường hay nói là trường quốc tế. Người ta chọn không phải mặt kiến thức không, mà chúng ta còn gì? Đàn, hát, nhảy hiện đại, múa và các cái chuyên đề. Giống như quý vị sẽ nhìn thấy, tôi có những chuyên đề vào các cái ngày chào cờ. Và chuyên đề đó sẽ giao cho lớp 1, lớp 2 hoặc lớp 3. Đó. Và giáo viên quản nhiệm, giáo viên chủ nhiệm sẽ là người trực tiếp để chọn lọc đó, và thông báo hết toàn bộ lớp để làm sao cho các em sẽ cùng tham gia. Có những học sinh chưa bao giờ biết múa, chưa bao giờ biết hát, nhưng mà lâu dần thì các em cũng được lên sân khấu và thì tôi cho rằng đó có một hoạt động về mặt văn thơ Mỹ. Cái thứ hai, chúng ta như thường hay nói, việc kiến thức ra. Bộ phận kỹ thuật thay pin nhau cái nha. Dạ, lý do kỹ thuật cho. Và chúng tôi xin nói thôi rằng là nếu như mà chúng ta không dạy con em mình ở trong các hoạt động thì chắc chắn cái việc mà lên cầu thang
nó cũng sẽ rất là sợ. Mà hoặc là nó chỉ cần vấp một cái thì nó sẽ tê ngã ngay. Cho nên đó cũng là những cái phân thế trong các cái phần kỹ năng tự vệ mà chúng tôi sẽ lọc ra những buổi học giúp cho các em học sinh vừa tránh sự xâm hại và nhận biết những cái điều đúng, điều sai trong quá trình các em học ở trường cũng như ngồi sỏi. Chỗ này là chúng tôi rất chú trọng, phụ huynh rất yên tâm. Phụ huynh thấy các em học sinh còn rất nhỏ tuổi đang biểu diễn các tiết mục trên sân khấu võ thuật đó thì các em rèn luyện rất là kỹ. Chúng ta trong đó là đức, trí, tín, nghĩa, dũng là luôn luôn đào tạo cho học sinh trong cái chỗ văn thơ mỹ đó xác định được những cái vai trò, hình thành những cái kỹ năng sống, tạo nên một nhân cách cùng người học sinh toàn diện. Cho nên chỗ này là phụ huynh. Ngoài ra bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông để chúng ta thấy ở các cái khu vực hiện nay á, có sắp xếp đó cũng đều đào tạo cho các em. Chứ không phải mình bắt em nó không thích hát, mình vẫn hướng dẫn cho các em. Nhưng mà nếu mà thích đá bóng nhiều hơn thì chúng ta sẽ có cái sân, chúng ta sẽ có những cái bài học, bài tập để nhằm giúp cho các em học sinh ở các khâu. Nói tóm lại là về văn thơ mỹ, về các hoạt động văn thơ mỹ thì nhà trường đều rất chú trọng. Cho tôi nghĩ rằng phụ huynh nói một câu, hỏi một câu rất hay mà tôi cũng muốn ngay lập tức giải đáp điều đó. Và chúng tôi sẽ làm các chương trình hàng năm gồm có các chương trình về mặt kỹ năng sống để giúp cho các học sinh sẽ trình diễn hoặc là đối thoại với nhau, hoặc là xác định điều đúng và sai để nhằm cho giúp cho các em hoàn toàn tự tin. Hoàn toàn có nghĩa là có những ứng biến nhất định trong quá trình tại trường cũng như ngồi sỏi. Thì tôi nghĩ rằng việc này phụ huynh cũng rất yên tâm. Thường thường thí dụ như mình thấy con mình nhỏ quá, lớp 1, 2, 4, 5 mà sợ hoạt động á, nó té ngã. Nhưng chúng tôi là những thầy cô giáo chuyên nghiệp. Chúng tôi ngồi sư phạm ra, chúng tôi còn có học những người tay trái giống như là diễn viên múa này không, học đạo diễn nè, các võ sư và võ thuật. Chúng tôi đều có thể học qua và có bằng cấp đầy đủ. Cho nên trong vì sao chúng tôi có nhiều kỹ năng trong nhà trường của quý thầy cô giáo là nhằm mục đích để trang bị cho các em học sinh mà chúng ta không phải mất nhiều thời gian thuê những cái thầy cô giáo từ bên ngoài. Thì đó là một trong những đặc điểm mà tôi nghĩ rằng tập đoàn giáo dục Quân tới Nam Việt chúng tôi rất chú trọng và rất mong phụ huynh được yên tâm vấn đề này. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn thầy Quỳnh Hồng Cường rất là nhiều. Nhưng mà còn một cái ý nữa đó là dã ngoại nước ngoài. Chúng ta là trường quốc tế thì dĩ nhiên rằng là mấy ông đi nước ngoài nhiều, hợp tác nhiều. Cái chuyện đó là phụ huynh hoàn toàn yên tâm. Giống như nhà trường mà tổ chức cho cán bộ nhân viên đi chơi á, không phải đi Đà Lạt, không phải Phan Thiết nữa, mà chúng ta đi qua Thái Lan, chúng ta qua Singapore, chúng ta qua Malaysia, và chúng ta có tiền nữa thì chúng ta đi xa xa tí, chúng ta qua Nhật, chúng ta qua Hàn Quốc. Còn đối với các cháu học sinh, chúng ta có những cái hợp đồng liên kết với Mỹ, với Canada, với Úc. Chúng ta có cái lớp, chúng ta nói rằng là chúng ta là coi như gọi là học hè, trong một kỳ học hè đó, ở tại nước sở tại, một tháng, hai tuần hoặc là ba tuần để tùy phụ huynh chúng ta đăng ký. Thì đó là cái sự chọn lựa phụ huynh. Thì phụ huynh đăng ký rằng là con tôi kỳ này, hè này, nhà trường có một cái chuyến dã ngoại ở Mỹ, hai tuần, thu học phí khoảng chừng là 20 triệu, 30 triệu, 4 triệu gì đó. Thì phụ huynh nào chúng ta có nhu cầu thì chúng ta đăng ký thôi. Cái chuyện đó thì cũng rất là bình thường, nên phụ huynh hoàn toàn yên tâm, không sao cả. Đó, mà quan trọng nhất là chúng ta có lo lắng, có nhớ con hay không, để các cháu nó đi thì như thế nào. Nhưng mà theo quý huynh hoàn toàn tâm rằng là bởi vì con cái của ban lãnh đạo đây, chúng ta cũng đi học ở nước ngoài cũng rất là nhiều, và được đi học được một tuần, hai tuần, ba tuần, và học ở đó một tháng, trao đổi, giao lưu văn hóa bên đó, nên phía huynh hoàn toàn tâm. Còn về ý nữa là hồ bơi. Cái hồ bơi đó, tập đoàn Nam Việt nó có hồ bơi gì nữa. Nếu mà chúng ta cung cấp hồ bơi mà đủ cho trong trên 3.500 học sinh, nó tắm một lúc là không thể nổi, nó nhảy xuống cái là nó nước nó bay lên hết cái người không à. Như vậy thì làm sao? Nhưng hồ bơi chúng ta cơ sở một chúng ta có, nhưng mà chúng ta có chia nhỏ ra để các cháu tắm, và không đủ nữa chúng ta làm sao? Hồ bơi của quân đội, cái hồ bơi mà chúng ta ký hợp đồng có 5 hồ bơi một lúc, chở lái xe chở thẳng đến các cháu tới hồ bơi, chỉ có học sinh chúng ta thôi chứ không có ai cả, không có ai cả. Và chúng ta rất là kỹ là sợ các cháu mà không ngó nó, cái lỡ cái là nó vui chơi nó lặn xuống dưới nó nghịch quá nó không chịu lên, phiền phức lắm. Không nên, thành thử yên tâm một điều rằng phụ nhà trường rất kỹ những cái chuyện đó, nên phụ huynh chúng ta yên tâm và chúng ta không phải lo. Vì tập đoàn sự lựa chọn của phụ huynh
trong cái tập đoàn quốc tế trong việc này hoàn toàn đúng, hoàn toàn chính xác. Bởi vì tập đoàn có điều kiện về kinh tế họ mạnh, cái nhu cầu của các cháu đòi hỏi lớn, dù cơ sở vật chất phải đáp ứng. Ví dụ như vô tập đoàn làm việc, các cháu được sinh hoạt dưới một cái màn hình LED, nhìn vậy chứ cũng phải 500 triệu. Nhưng mà những trường mà không đủ năng lực thì lấy đâu mà đầu tư? Đấy, thành thử quý huynh hoàn toàn yên tâm là như vậy. Xin trân trọng cảm ơn phụ huynh ạ. Nhưng micro cho MC. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi từ quý phụ huynh và những lời chia sẻ rất là nhiệt tình của ban giám hiệu nhà trường. Và không biết là quý vị phụ huynh chúng ta còn có những câu hỏi nào nữa không ạ? Kính thưa ban giám hiệu trường Nam Việt, thì tôi là Đặng Việt Hùng, là phụ huynh mới, thì tôi cũng muốn cho con tới đây học lớp 3. Thì trước giờ bé học trường quốc tế nên đây có cái trường chương trình quốc tế nên có tìm hiểu. Thì tôi có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là tôi có thấy cái chữ Nam Việt hành trình đến với giấc mơ, đó là phương châm của trường đúng không ạ? Vậy thì không biết những cái giá trị cốt lõi cũng như cái phương pháp nào để giúp các bé xác định giấc mơ, cũng như là giống như để giúp các bé phát triển cái giấc mơ của mình lên. Thì tại vì thấy cái phương châm như vậy. Cái thứ hai, trong cái học thì đa số là các trường tập trung về học kiến thức là nhiều. Nhưng mà việc học kiến thức thì nó không đem lại thành công cho các bé. Nên không biết trường có những cái cách thức dạy nào, ví dụ như cái tỷ lệ học giữa về kiến thức là bao nhiêu phần trăm, và cái học về kỹ năng là bao nhiêu phần trăm, và cái đó nó nằm trong cái chương trình đó như thế nào. Dạ, xin cảm ơn ban giám hiệu nhà trường. Cảm ơn câu hỏi của phụ huynh rất là hay. Câu hỏi này Quốc trả lời với cô Phan thì anh Hoàng chúng ta chuẩn bị. Ví dụ phụ huynh hỏi rằng là hành trình đến ước mơ. Mơ là những cái điều mà chúng ta cảm thấy rằng là nó, nhiều người nghĩ rằng nó không thật, nhưng mà thực tế là nó thật hết. Cái não bộ của chúng ta, của em bé, của chúng ta đi, chúng ta chỉ mới hoạt động 1/1 tỷ thôi. Còn lại rất nhiều ở trong đó chúng ta chưa kích thích, chưa phát hiện, chưa dùng hết khả năng bộ não của chúng ta. Như vậy, mơ ở đây là mơ cái gì? Tức là ước mơ, mơ những cái điều mà các cháu nó sẽ làm được, và cái điều đó các cháu đã có sẵn ở trong người. Cái tài năng đó các cháu đã có sẵn ở trong người. Chỉ mỗi nhiệm vụ rằng là cái người thầy đó ươm mầm, lấy cái hạt đó ươm mầm để các cháu phát triển ra. Nhiệm vụ của giáo dục tập đoàn là chúng ta là gốc rễ hút những cái chất dinh dưỡng, không? Để mà chúng ta nuôi cây đó, cành đó, lá đó, hoa quả đó nó ra, và đặc biệt là nó ra cái trái phải là chín, thơm, ngọt, một sản phẩm tốt nhất. Nếu như các cháu có 10 điều hay mà khi các cháu ra đời chúng ta chỉ sử dụng 4 điều, phát huy 4 điều thì lãng phí đi 6 điều. Như vậy có, tại sao như vậy? Có những người thành công ở năm 19 tuổi, có những người thành công ở năm 60 tuổi, tại vì cái tài năng họ có từ đầu, nhưng mà chưa có một cái tố chất, chưa có một cái tác động nào để các cháu đó nó phát triển đi cái tài năng của các cháu. Như vậy cái sự ước mơ ở đây rằng là kích thích thẳng vào bộ não của các cháu để các cháu tìm tòi, và từ đó các cháu định hướng, bản thân cháu định hướng được cái sự chọn lựa cho các cháu. Đó là cái ước mơ là như vậy. Chứ còn mà chúng ta giảng dạy bình thường để thành tài, để đậu đại học thì chuyện đó rất bình thường thôi. Nhưng mà chúng ta muốn các cháu thành một nhân tài nổi trội, muốn các cháu thành sự lãnh đạo dũng cảm và sâu sắc và trí tuệ, trình độ và thông minh, nên phụ huynh chúng ta hoàn toàn yên tâm như vậy. Và kế tiếp thì cô Phan Thị Ánh Hoàng, hiệu trưởng, thì cô sẽ trả lời thêm ý của phụ huynh ạ. Xin mời cô. Xin cảm ơn lời chia sẻ của thầy Nguyễn Đức Quốc, chủ tịch tập đoàn. Và cũng xin tiếp theo cái trả lời của thầy, tôi sẽ chia sẻ với phụ huynh về câu hỏi của phụ huynh. Như phụ huynh cũng biết là lứa tuổi tiểu học của các em là các bé còn rất là trẻ, rất là hồn nhiên và ngây thơ. Đây là hành trình mình dẫn dắt bé đi từ cái cấp tiểu học lên trung học phổ thông. Chính vì vậy mà trường chúng ta có 3 cấp là để cho các cháu dẫn dắt các cháu từ tiểu học, các cháu đi lên, các cháu có một quá trình học tập và các cháu đã được cái thầy cô ở đây hướng dẫn dìu dắt các cháu để các cháu có những mơ ước. Con người ai cũng có những ước mơ, ai cũng có những hoài bão. Cho nên là thầy chủ tịch hồi nãy đã chia sẻ rất kỹ về phần đó.
Còn về phần thầy, về phần phụ huynh hỏi là bao nhiêu phần trăm học kiến thức và bao nhiêu phần trăm học về kỹ năng, thì xin thưa với phụ huynh rằng về mặt kiến thức chúng ta phải đảm bảo được cái chương trình mà Bộ Giáo dục Đào tạo đề ra. Ngoài những cái chương trình đó thì các cái buổi mà nhà trường tổ chức các cái hoạt động năng khiếu cho các bé, thì những bé có những năng khiếu thể hiện được cái năng khiếu của mình. Thí dụ như bé có khả năng ca múa thì bé sẽ được thầy cô hướng dẫn là các bé học ca, học múa. Hoặc là bé có khả năng võ thuật thì các bé học võ thuật. Hay là bé có khả năng về người dẫn chương trình thì nhà trường cũng có những cái câu lạc bộ cho bé tham gia. Đó là những câu lạc bộ TEM mà phụ huynh một tí xíu nữa sẽ lên trên phòng TEM với phụ huynh tham quan. Ở trên đó có rất là nhiều câu lạc bộ bé thể hiện về khả năng khoa học của bé, khả năng là ứng xử của bé, những cũng như là những cái mà khả năng trong cơ thể bé có thì bé sẽ được phát huy. Còn về cái thời gian mà bao nhiêu phần trăm thì xin thưa với quý phụ huynh rằng sau khi chúng ta hoàn thành cái chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục rồi thì chúng ta sẽ có những cái buổi, thí dụ như là nhà trường cho nguyên một buổi thứ tư để các em học năng khiếu, và có những cái buổi sinh hoạt thì như là khối tiểu học thì các bé là chỉ học là có 7 tiết một buổi hoặc là 6 tiết một buổi, thì còn những buổi lại thì các bé sẽ tập những cái chương trình kỹ năng cũng như là những cái năng khiếu mà thầy cô giáo quản nhiệm sẽ hướng dẫn trực tiếp cho các bé. Thì xin trả lời với phụ huynh vậy để phụ huynh yên tâm. Xin cảm ơn phụ huynh và xin nhường cho MC. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của quý phụ huynh cũng như là phần giải đáp thắc mắc của thầy Nguyễn Đức Quốc và cô Phan Thị Ánh Hoàng. Và không biết xin mời, dạ, xin mời quý phụ huynh. Dạ, xin chào nhà trường. Em là, con em là năm sau sẽ học ở bên trường Nam Việt là lớp 3. Thì nãy giờ em nghe mấy anh chị phụ huynh thì có hỏi về các vấn đề khác, thì thấy nhà trường giải đáp thì em cũng yên tâm phần nào rồi. Riêng cái thắc mắc nhỏ của em là lúc mà vào đây đăng ký thì mấy chị có dắt lên trên phòng nói là khi nghỉ trưa các bé sẽ nghỉ trưa tại lớp. Và cho em hỏi là khi mà các bé nghỉ trưa tại lớp như vậy thì các bé nam và các bé nữ sẽ nghỉ chung một lớp luôn hay là sẽ có phòng riêng cho bé nam và bé nữ? Dạ em xin hết. Cảm ơn phía phụ huynh một câu hỏi cũng quan tâm lo lắng. Mà phụ huynh mới con lớp 3 mà chúng ta có sự lo lắng như vậy cũng rất là tốt. Không phải rằng chúng ta nghĩ rằng nè, không phải rằng là cứ ngủ riêng, nam ngủ riêng, nữ ngủ riêng là hay đâu. Hay đâu. Cái tuổi trưởng thành của các cháu á, trưởng thành của các cháu á, nam, dụ như là lớp 12 đi, 12, cấp 3 đi, nó ngủ riêng, nam qua phòng riêng, nữ nó qua phòng riêng. Cấp 2, nam nó qua phòng riêng, nữ qua phòng riêng. Cứ hai phòng là chúng ta, một phòng nam, một phòng nữ. Còn cái khối tiểu học là các em, các cháu nó đang độ tuổi trưởng thành, nó lớn dần lên. Lớn dần lên còn nhỏ lắm. Chúng ta ngăn ra làm đôi. Cái phòng ngăn làm đôi. Và chúng ta có cái khay, một dải dài đây là nam, một dải dài đây là nữ, ở giữa là cô giáo. Nếu như chúng ta tách hẳn ra bên ngoài á, giống như cái cây á, mà chúng ta không phân hợp, chúng ta không có những cái con ong, con bướm tới đó, thì nó cũng không có phát triển đâu. Nó cũng không có cái gọi người ta gọi là cái hóc môn nam, cái hóc môn nữ á. Yeah. Tại sao mà chúng ta thấy rằng đa số là ca sĩ hay nói giọng eo eo á? Tại vì ông lo tối ngày ông đi diễn mà, ông đâu có đá banh đâu, ông đâu có đấu võ đài đâu. Thành thử là từ đó cái hóc môn nam nó giảm xuống cái ông eo rồi đó, quỷ sứ rồi đó, y rồi đó. Thành thử là chúng ta phải thận trọng trong cái khâu đào tạo về sinh lý của các tuổi các cháu mới lớn. Xin cảm ơn quý phụ huynh ạ. Xin cảm ơn câu hỏi từ quý phụ huynh và thầy Nguyễn Đức Quốc ạ. Không biết là mình còn có câu hỏi nào nữa không ạ? À, còn chương trình gì nữa không thầy? Còn chương trình giao lưu nữa. Phụ huynh cho mình xin 5-7 phút. Tội các cháu hồi nãy chờ để nó giao lưu. Thế giờ là nhờ MC chúng ta vào chương trình giao lưu liền. Hồi nãy giờ sao không nói? Thế làm liền đi chứ vậy? Tưởng đâu thầy biểu diễn không à?
Vâng, kính thưa quý vị, chắc có lẽ đây là ngôi trường mới đối với các em học sinh và cũng mới luôn cả với quý phụ huynh, thì chắc chắn chúng ta sẽ có những cái điều thắc mắc và hy vọng rằng những cái lời chia sẻ từ ban giám hiệu vừa rồi phần nào đã giải đáp được thắc mắc của quý phụ huynh. Và nếu như quý phụ huynh nào chúng ta còn có những cái thắc mắc nữa mà chúng ta chưa tiện nói ở đây, thì sau cái buổi hội thảo này thì quý phụ huynh chúng ta có thể là gửi những cái câu hỏi về văn phòng chúng tôi, thì ban giám hiệu chúng tôi sẽ trực tiếp giải đáp cho quý phụ huynh. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhường sân khấu lại cho các em học sinh tiểu học một tí.